Thưa quý vị, một phiên chợ không đồng dành cho người dân khu vực phong tỏa đã được Mặt trận và các hội đoàn thể xã Bình Triều, huyện Thăng Bình triển khai. 105 hộ dân trong khu vực phong tỏa được nhận các nhu yếu phẩm thiết yếu như rau, củ, quả, thịt, cá đủ để ăn trong thời gian 3-4 ngày tới. Những nhu yếu phẩm này được vận chuyển đến các hộ dân với tên gọi chuyến xe không đồng. Hơn 20 người gồm thanh niên, phụ nữ, nông dân của xã Bình Triều có mặt rất sớm để phân loại nhu yếu phẩm, chuẩn bị phiên chợ không đồng tại các khu phong tỏa. Trước đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các hội đoàn thể đã kêu gọi trên trang Facebook, Zalo hoặc trên đài truyền thanh xã để vận động người dân ủng hộ. Ngoài ra, các mạnh thường quân trong và ngoài xã còn kết nối hỗ trợ tiền mặt để các hội đoàn thể mua thêm nhu yếu phẩm. Vậy hiện nay bà con trong khu vực phong tỏa thì không đi ra, không đi vào được. Bà con chỉ dự trữ được cái lương thực khô thôi. Còn ví dụ như rau, thịt cá thì cũng rất là khó khăn. Nên là Mặt trận các đoàn thể đã huy động các nguồn lực để mua các cái nhu yếu phẩm đó. Và với cái ý nghĩa là cái chuyến xe không đồng, thì với khoảng cỡ một trên một tấn hòn gồm nhu yếu phẩm và trên khoảng trên 20 triệu để hỗ trợ cho bà con ở 4 khu vực phong tỏa. Đoàn Thanh niên xã Bình Triều cũng đã phân công 10 bạn đoàn viên thanh niên đến để hỗ trợ phân rau củ quả để đưa lên xe tải vào các khu vực phong tỏa. Trong khu phong tỏa, đoàn xã còn giao nhiệm vụ cho 2 bạn đoàn viên thanh niên mặc bảo hộ phòng dịch vận chuyển đến trước cửa nhà cho 105 hộ dân. Đội hình thanh niên xung kích thì thông qua trực các điểm chốt, các địa điểm phong tỏa và thông qua vận chuyển các nhu yếu phẩm cần thiết cho bà con trong cái khu vực phong tỏa. Và có thể mà bà con nhân dân mà khó khăn cần mua sắm gì thì đoàn viên thanh niên cũng mua và vận chuyển tới từng nhà cho từng hộ. Sau nhiều ngày thực hiện phong tỏa, khu vực tổ 6 thôn Hưng Mỹ xã Bình Triều trở nên vắng lặng. Mọi người dân ở yên trong nhà, thậm chí nhiều nhà còn cửa đóng then cài. Đối với nhu yếu phẩm được hỗ trợ từ phiên chợ không đồng, các lực lượng để trước thềm nhà, bà con tự mở cửa ra nhận. Nói chung là mình ở trong phòng cách ly thì mình không đi đâu được. Cho nên nếu như nhà nước hay là có đoàn thể là quan tâm thì mình cũng thấy là cảm ơn cho nhiều lắm, chứ cũng cảm ơn có ngành, có giới, có bà con ở ngoài. Xã Bình Triều đang trong những ngày thực hiện chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ để cắt đứt chuỗi lây nhiễm COVID-19. Riêng có 4 khu dân cư nằm trong vùng phong tỏa. Dù xáo trộn, khó khăn, nhưng những ngày phong tỏa, các hộ dân nơi đây vẫn luôn được nhận những tình cảm tốt đẹp từ bên trong và bên ngoài chốt để các hộ dân yên tâm vượt qua 2 tuần giãn cách.